Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại em đang ở Toyota Bắc Ninh. Thì trước mặt mình đây là chiếc Toyota Rush nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Trong tháng 10 năm 2021 thì bên em đang triển khai một số cái chương trình bán hàng dành cho Rush, như là tặng bảo hiểm nhân vào 1 năm bảo hiểm Toyota. Còn ngoài ra thì có giảm 25 triệu tiền mặt và tặng nguyên gói phụ kiện 10 triệu có thể quy đổi sang tiền mặt. Thì em sẽ bổ sung thêm cho anh chị một số cái thông tin về xe, như là chiếc này là có giá niêm yết là 634 triệu, còn nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 7 chỗ, thì động cơ là 1.5 xăng. Thì chiếc này có ưu điểm là được nhập khẩu nguyên chiếc và cực tiết kiệm, có 6,7 lít trên 100 cây đa dụng. Còn ngoại hình nó sẽ cùng phân khúc với cả Xpander, tuy nhiên là có Rush thì có lợi thế là có ngoại hình thể thao và phù hợp với gia đình hơn. Ngoài ra thì có một số thông số kỹ thuật khác để nó ảnh hưởng đến cái quyết định của anh chị, như là Rush này được dẫn động là cầu sau, thì nếu mà gia đình mình cuối tuần có đi dã ngoại hay là có đi đâu ra ngoại thành ấy, thì lên núi thì sẽ yên tâm hơn về cái dẫn động cầu sau. Đây, em sẽ mở cốp ra cho anh chị xem nhé. Nếu mà nhà mình có kinh doanh gì thêm ấy, hay là mua xe cho công ty ấy, thì mình có thể gập cái hàng ngày thứ ba hoặc là ngày thứ hai xuống thì sẽ gập phẳng được, sẽ chở được khá đồ đó. Thì xe này nó với xe Innova nó có chung một cái ưu điểm là xe đa dụng. Mình có thể chở hàng, chở người, và ghế thứ ba của xe này thì ngồi tương đối là thoải mái, là nó không bị hẹp như là các cái dòng xe 5+2. Em sẽ vào một chút nội thất nhé. Nội thất thì tay lái thì chắc chắn sẽ trang bị là trợ lực điện rồi. Còn 2 tháng gần đây thì cái màn hình mới của xe Rush sẽ được trang bị thêm Apple CarPlay và Android Auto. Nó là màn hình của Toyota luôn ạ. Cần số zig zag. Ghế thì vẫn là ghế nỉ thôi. Còn nếu mà anh chị nào muốn đổi sang ghế da thì em có thể hỗ trợ tặng anh chị thêm bộ ghế da. Đây, mình sẽ xem qua một chút hình ảnh ở khoang lái nhé. Hàng ghế thứ hai thì được có đây là gập để mình xuống hàng ghế thứ ba. Thì đặc biệt nhất thì ở hàng ghế thứ hai em có một cái dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai. Cái là dàn lạnh này thì nó gió nó đến được đến hàng ghế thứ ba luôn, nên là cái về cái nhiệt độ là làm mát thì nó không phải lo về cái làm mát trong xe, bởi vì cái dàn lạnh này thực ra này nó chỉ là gió thôi, nhưng nó giúp cái mình lưu thông về cái hơi lạnh, nó sẽ lấy gió từ bên đằng trước này để cái hơi lạnh sẽ được thổi ra phía đằng sau. Vừa rồi thì em đánh giá sơ qua một chút về cái xe Toyota Rush nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thì anh chị có thể ngắm qua một lượt, mà cần đặc biệt là trong tháng 10 này có một số cái chương trình ưu đãi như em đã nói ở đầu video ấy. Anh chị nào mà quan tâm về xe hay cần hỗ trợ gì thêm thì cứ alo cho em theo cái số hotline em để ở trên màn hình nhé. Em xin cảm ơn quý anh chị và các bạn.